Và bây giờ xin mời bạn nữ của chúng ta. Xin mời bạn. Rất là ấn tượng. Chào em tên gì? Dạ em chào chị và toàn thể các bạn. Em tên là Vũ Thị Kim Hằng. Hằng năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 22 tuổi. Đang làm công việc gì em? Dạ hiện tại là em chuẩn bị tốt nghiệp ra trường và công việc phụ của em là gia sư dạy tiếng Nhật, gia sư dạy đàn organ. Hằng đúng không? Dạ, bên đây rồi. Để coi chú Cụi. Xin mời chú Cụi xuất hiện. Chào bạn. Chào anh Thành Linh. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Chí Thiện. Bao nhiêu tuổi? Năm nay em 27 tuổi. 27. Đã bao nhiêu lần bạn tặng hoa thế này rồi? Dạ này lần thứ hai. Lần thứ hai? Dạ. Lần thứ nhất thì như thế nào? Lần thứ nhất là cho người cũ mà. Tặng xong họ đi luôn. Dạ. Bây giờ trước khi mà mình trao đổi anh Linh thì bạn gái bên đây sẽ có một món quà tặng cho tất cả chúng ta. Dạ đàn violon thì em mới học thôi nên nếu mà có sai sót thì thông cảm. Ok rồi. Tình cảm ha. Bạn Nam thấy sao nãy bạn nghe tiếng đàn xong bạn thấy sao? Tuyệt vời á. Tuyệt vời. Dạ. Trời ơi. Còn một điều này nữa Linh à, hồi nãy em nói em là gia sư dạy tiếng Nhật đúng không? Dạ đúng. Em có thể là chào mọi người một câu tiếng Nhật hay là nói một điều gì đó bằng một câu tiếng Nhật. Minasan hajimemashite. Yoroshiku onegaishimasu. Là gì em đâu hiểu. Là cái gì? Rất hân hạnh được gặp mọi người. Arigato. Dạ mà thế em nói dài dịch ra cái ngủ đi. Dạ. Nguyên cái thòn là chỉ là hân hạnh gặp mọi người thôi hả? Tiếng Nhật nó đặc biệt vậy. Mẫu người lý tưởng, mẫu người bạn nam của em là như thế nào? Thích bạn nam là một người nghiêm túc trong tình yêu, quan tâm đến mọi người. Cái gì em không thích ở bạn trai của em? Không nói dối và không để râu. Sao không để râu? Nhìn nó bẩn bẩn. Bẩn bẩn. Ăn uống nó dính vô giống như anh Nguyễn Linh vậy phải không? Ăn là dính vô râu rồi này kia. Em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ một. Mà tại sao chia tay? Có thể là anh ấy ngại khi đi với em. Ngại đi với em hả? Thái độ anh sao mà ngại? Thái độ anh rụt rè lắm. Không dám nắm tay em đúng không? Vâng. Trời ơi. Sao dám nắm tay em? Bây giờ mình chủ động, người ta không nắm mình nắm lại. Ừ. Chủ động nên chia tay vậy đó. Vậy chắc em làm quá chứ gì? Không có chị. Bạn này phải chủ động nhanh lên làm nha. Làm sao mà người ta chia tay? Em làm gì ví dụ? Thì bảo hỏi sao anh không nắm tay em. Mình nắm luôn. Nắm chạy mất rồi. Trời ơi, nắm nhát, rồi. Tài nhát quá trời luôn. Đó, em thấy chưa? Thấy chưa? Nắm tay liền nha. Qua là nắm tay liền nghe không? Dạ. Mẫu hình bạn gái của bạn là như thế nào? Dạ, mẫu hình bạn gái của em là ngoan hiền, chịu thương chịu khó. Này nắm tay trước có ngoan hiền không? Dạ em chấp nhận. Rồi gì nữa? Dạ thấp hơn em. Thấp hơn em? Dạ. Chắc bên kia thấp. Em cao thì nhiêu? Nhỏ lắm. Dạ em cao 1m65. Được. 65 đúng không? Dạ. Bên này 1m45. Không có đâu, nghĩ không có đâu. Bây giờ sao? Giờ ai qua coi ai anh trước? Anh qua coi trước đây, tức cái hồ này qua nè. Sao? Thôi chút xíu. Anh tức em là em nói đàn ông để đâu bẩn bẩn. Bẩn thì nó nói bẩn. Đâu có bẩn. Cảm nhận của người ta bẩn thì nó không, nói bẩn. Không thể nói được, nhiều người để đâu đẹp lắm. Để đâu chừng nào mắm ăn mắm nêm mắm tôm mày không rửa mày bẩn. Thấy không? Ôi. Chào chị. Trắng gì mà trắng thế. Không tự bột á, đây đúng cùng tự bột luôn á. Không có anh. Da rồi mịn màng quá trời ơi. Bù lại với anh Nguyễn Linh đang phù lôi. Tự nhiên quay qua chơi tôi. Và bây giờ là giây phút quan trọng nhất để cho hai bạn trẻ được đối mặt với nhau, được trò chuyện với nhau trong vòng 2 phút. Rèm kéo lên.
2 phút dành cho hai bạn. Mời bạn bắt đầu. Chào anh ạ. Chào em. Anh cũng rất là thích những phong tục tập quán của nước Nhật. Thì hy vọng là sẽ có dịp em dạy cho anh được một số từ tiếng Nhật. Dạ em dạy hết luôn ạ. Cảm ơn em. Không mấy, lát nữa mình đi uống nước ha. Em có thích coi phim không? Dạ thích lắm. Vậy cái gì mình sau khi sau nhìn này mình nói chuyện uống nước rồi mình bàn về chuyện đó luôn ha. Chuyện gì? Đi coi phim. Coi phim. Hết thời gian rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 khắc đếm để quyết định. Và suy nghĩ thật kỹ và quyết định mà nhấn nút. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Hồi hộp căng thẳng quá. Quên vụ này là được chưa? Đây nè, tôi nhắc cho. Cảm ơn anh. Anh tặng em. Xin đôi ghê ta. Trời, sinh ra cặp này. Mày không chừng đám cưới sớm nữa nè. Em sẽ mời anh. Hả? Em sẽ mời anh chị. Có không? Đám cưới sớm sớm chút cũng được nha. Không mấy dạ. Chút ra nữa bàn tính luôn đi. Coi như mấy coi tôi các thường đi coi ngày luôn cho. Đó là chúc mừng hai bạn và mong rằng hai bạn sẽ tiến xa hơn nữa. Và bây giờ mời hai bạn chờ trong giây lát để chúng ta bắt đầu vòng quay để xem có được nhận những phần quà từ Toshiba hay không.